nhạc sâu lắng cho hồn lấp lửng, thôn thức con tim nhỏ bé mình cùng nhau chung bước. Em là người đi trước, em sẽ khắp lối lạc mất nhau rồi. Như loài chim tung cánh em bay về nơi xa ấy, Duy Anh đã có cuộc hẹn với Duy và qua đó, Duy bất ngờ biết được Duy Anh đã theo dõi Duy từ lâu. Trọng đã hẹn Khanh và cả hai đã thêm hiểu rõ về nhau. Cuộc hẹn đã tình cờ được Duy Anh nhìn thấy, sau đó Trọng lại có cuộc hẹn với Phúc để giải đáp những thắc mắc về chuyến đi của Phúc và Duy Anh. Tối hôm đó, các thành viên đến đoàn Lô Tô Hương Nam, nơi Sơn làm việc. Những hình ảnh Sơn trong tà áo dài thướt tha cùng mái tóc dài đã để lại ấn tượng sâu đậm cho các thành viên trong ngôi nhà chung. Nhất là Khanh, anh chàng mong muốn sẽ có một cuộc hẹn với Sơn trong ngày mai. Nhật Duy và Hùng đã bắt đầu để ý Duy Anh, còn Duy Anh thì đang có những bất đồng trong mối quan hệ với Trọng. Phần của Trọng thì trong lòng còn đang có những chao đảo khi thấy Duy Anh đang được quá nhiều người quan tâm. Mọi chuyện sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Em có muốn cầm thử cái chuối của anh không? Hay là em yêu anh? Hay là em yêu anh? Em cảm thấy cảm nhận được anh là một người ấm áp, chân thành, đảm đang. Nói chung là anh cũng là một mẫu đàn ông lý tưởng để lựa chọn đó. Chiến thuật của đội em là địch bất động, ta bất địch, ta bất địch. Xin được tặng em như lên anh. Xin được tặng em như lên anh. Đó, đúng rồi đó. Rồi tới cảm kịp mọi người. Rồi tới trúng luôn, cản không có kịp. Tối hôm đó, từ chỗ Sơn làm việc về, Trọng và Duy Anh có vẻ khá thân thiết với nhau. Ôi, anh nâng niu cái quả chuối quá hả? Trời ơi, dù gì nó cũng là con gấu bông mà. Chuối của Duy Anh đó nha. Đừng bóp và đừng bẻ như vậy. Sao vậy em? Sao vậy? Nè, bên đây nè. Vậy em có muốn cầm thử cái chuối của anh không? Nè. Thôi em nghĩ là em muốn thử cảm giác gậy ông đập lưng ông không? Gậy ông đập lưng ông là sao? Anh đưa chuối của anh cho em, chồng không chịu. Thì đó, em biết mà. Nè, đưa lại đó, ngắm đưa đi. Thảy cái sổ đi. Thôi, ai dám. Đang không khí vui vẻ, Trọng bất ngờ mở một cuộc cà khịa nhắm vào Phúc. Kể ra quà hôm nay là gồm những cái gì anh? Anh nghĩ cái đó là gì thì anh? Anh nghĩ là nó gồm cái gì mà nó không phải là quà. Ý là cái những vật dụng. Một chai nước hoa của cái hãng nào, một cái hãng đó rất là nổi tiếng. Như anh thấy cái điều anh dẫn ghim. Em cũng ghim. Đúng không anh Khánh? Nhà mình nghèo. Anh thấy nhà mình có xà bông không? Em cũng có giới thiệu ở đâu chương trình thì em là một người rất là thích mùi thơm, rất là thích nước hoa. Người ta trách á là do sáng nay cũng đi nhưng cũng không có nước hoa. Tại người ta thích nước hoa. Trời ơi, thiệt luôn. Nhưng mà chiều nay thì lại đem nước hoa tặng cho một người khác. Cho nên có một dấu chấm hỏi ở đây, phiền anh giải thích. Mượn tay người. Trong khi đó cái phòng thì không có xà bông tắm mà mượn không tay có người để làm việc. Cái phòng ta thì nó rất là có gặp rất là gọi là mượn tay người để làm việc ta nha. Anh muốn thật thiệt luôn không? Nó không có sữa tắm để tắm mà đành lòng nào lại đi với một người khác để tặng cho họ một chai nước hoa và một chai sữa tắm. Sao sao nói tôi tặng sao gieo tiếng oán cho tôi vậy ta? Sao lại nói tôi tặng ta? Anh không tặng thì làm sao người ta có? Sai, ok em sai. Anh sao tới phòng mình đúng không? Sao anh bậy quá Phi ơi. Anh đúng hoàn toàn. Anh đúng cái chân anh. Không anh thấy bữa nay anh bậy quá. Anh làm gì cũng đúng hết. Không, bữa nay anh bậy với em quá. Anh. Tại vì phòng mình không có mà mình lấy mình tặng người ta. Anh đừng nói nữa à. Ok anh bậy quá. Anh kêu em á. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Anh Phúc này không? Sao là anh Phúc? Anh kêu em đó, nãy anh nói anh tạo cho em à. Nó rồ lộ trước đây rồi, anh không cần tạo đâu. Nè anh Phúc, chuẩn bị đưa vô nè. Chu ra đi. Em hay vậy á. Anh nói, nãy giờ em hiểu ý nói không? Cái buồn ngủ nha mọi người. Thấy không? Bên kia nữa kìa. Bên kia là để anh. Tự nhiên tay em có thuận bên kia đâu. Anh thử đi. Anh thử vui đi lắm hả? Anh thử đi vui lắm không? Nếu mà cái tay mình không thuận thì sao? Nè. Em thử đi, lẹ lên. Ui da, nhưng mà có thấy gì đâu. Một cái điều hạnh phúc rất là vô biên đúng không? Chỉ có anh làm được cho em thôi.
chỉ có anh làm được cho em thôi. Anh làm được cho em. Anh tạo điều kiện cho em thôi. Giật mình. Cái miệng nói xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Trời ơi, thiệt cái miệng ba xạo nè. No. Pha để anh mở rồi. Trời, nhìn mặt trọng với mặt mặt với anh nó phù thê kinh khủng luôn á. Tôi luôn. Gì à? Coi kìa, tụi nó giống đang nhắm mắt y chang như vậy cho anh Phúc chụp một tấm hình coi. Trời, nó y chang luôn nha. Tao thử dựa đầu nhẹ cho coi. Nè, vừa chậm, dựa nhẹ cho chậm. Em đang dựa mà dựa nhẹ. Không, dựa nó nè. Trời ơi, nó giống nhau. Nè, đây, anh làm như thế này nè, nó mới giống nè. Trời ơi, cái gì? Anh. Thôi vậy anh dựa. Thích nha. Anh thấy cái tay là nếu như mà người ta một là ta đẩy ra luôn, hai là nó cứ gung như là nó cố tình ta ép anh này anh ép rồi anh ép đó đúng không, thì mình cố như vậy đi khoái không, mình đang thực hiện thử thách đó. Thôi không có thử thách gì đâu em. À trọng nó bạo lực đúng không hả? Nó bạo lực đúng không? Không phải, nó dính cái mặt mạnh khó chịu quá. Anh lấy ra giùm. Anh lấy ra giùm. Tại vì người em hay mồ hôi đó. Bên góc của anh mà. Bên góc anh lấy ra giùm đã, anh nói em chứ. Trời ơi, cái gì vậy anh Phúc? Không em gì. Không ta anh nhiều lúc. Anh ngoan quá à, anh đi thưa về trình. Chọn con tim hay là nghe trái chuối. Xô nha. Lúc này mình no comment nha. Chương trình này nói được. Không, chương trình này nói được. Tối hôm ấy, các bạn về nhà rất trễ. Và trước khi đi ngủ, các bạn còn một việc cần làm. Đó là bốc thăm đổi phòng. Là số 1 sẽ là phòng này và số 2 sẽ là phòng trên và sẽ thay đổi từ ngày tối mai, từ sáng, từ ngày mai đi ha. Rồi nè, chụp nè nha, bốc hốt nha. Trời chụp hết thì cũng vậy thôi à. Mọi người bốc đi. Mọi người làm tao cuối cùng là của Linh Anh nha. Xuyên thấu xong rồi chụp gì á. Rồi anh đọc số mấy trước đi. Số 1. Rồi. Ai về phe của anh? Đó, được chuyển phòng nha. Ước mơ được toại nguyện. Số 2. Số 1. Số 2 hả? Em số 2 nè. Số 1. Số 1. Ba người phòng rồi. Và người cuối cùng thì em yêu từ. Ai số 1 là vậy? Anh nhắn rồi. Lên anh rồi. Thôi lên anh rồi. Lên anh về với mình rồi. Anh. Số 2. Wow. Lên anh đây. Welcome home. Welcome home. Cho nó rõ ràng nha, lên anh số 1. Lên anh với Trọng, với Phi. Tại là ngày mai em với lại Duy sẽ lên phòng này. Yeah, mình được ở phòng thơm rồi anh ơi. Thôi ở phòng lạnh em thơm. Em phải đưa mình là mình ở phòng lạnh. Phòng thơm, em thích phòng thơm. Vậy là ngay buổi sáng hôm sau, Phi và Duy đã dọn dẹp đồ đạc rời khỏi phòng hoa chăm bột để chuyển sang phòng hoa cúc. Nè em gì đó. Hello. Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta. Đón khách nào. Giờ tụi em đẩy đồ lên cho It's anh nè. Me là anh với. Ủa sao bạn cùng phòng lẻo vậy bạn cùng phòng? Bạn cùng phòng vô ngồi vậy luôn hả? Đổi lại, Hùng và Duy sẽ đổi qua phòng hoa dâm bụt. Phúc và Khanh tỏ ra xứng đáng là hai người lớn trong nhà khi phục vụ hai bạn khiêng hành lý. Cảm ơn hai bạn đã đến đây nhà chung. Em nhìn ở đâu? Bên này. Mình nằm ở trên nên nằm ở dưới cho. Thôi tôi nằm ở dưới à. Mời mọi người ăn sáng nha. Buổi ăn sáng ngày hôm nay, Trọng lại tiếp tục trêu ghẹo người khác. Lần này là Duy. Ủa anh nói chuyện bình thường thôi á. Mà cũng làm em xao xuyến gì luôn hả? Hay là em yêu anh? Để con nhỏ nước trôi. Em vẫn có chuẩn bị phần quà cho bốn anh. Cảm ơn mọi người hôm qua đã tới ủng hộ Hương Na. Wow, bất ngờ quá. Đây là phần quà của trưởng nhóm Su Su của em tặng cho mọi người. Thay mặt hai người cảm ơn Su Su và cảm ơn em.
Có một việc đã lâu mà tới ngày hôm nay mọi người mới nhớ ra. Đó là hình phạt dành cho Duy vì thua cuộc trong khi chơi bên bàn ngày đầu tiên. À, em sẽ dùng cái lời nói tỏ tình và ngọt ngào nhất dành cho anh Khánh. Ok. Mặc dù anh Phi nói câu đó anh Phi đau lòng lắm, nhưng mà anh Phi phải nói. Không gì? Cái câu em phải nói nói lời ngọt ngào với anh Khánh á. Ừ, em nghĩ là anh nên im lặng ha. Ok. Cái vai của anh hôm nay là im lặng. Anh Khánh, anh ngồi đây, em lên, em mời anh lên. Wow. Được. Wow. Mạnh mẽ, chào mừng các bạn. Người ta chưa mời luôn anh. Em mời rồi, đưa tay là mời rồi. Anh thấy ta mời chưa? Em nhìn anh cái tự nhiên rung động quá. Em cảm nhận được anh là con người ấm áp, chân thành, đảm đang. Nói chung là anh cũng là một mẫu đàn ông lý tưởng để lựa chọn đó. Cảm ơn em. 10 điểm. Ủa là xong thử thách rồi đó hả? 10 điểm rồi đó. Anh có trả lời lại không? Anh muốn trả lời lại không? Anh có cảm nhận gì với những câu nói đó không? Thôi là Duy là người đó. Chỉ có ngày đầu tiên thì... Cái ngày đầu tiên... Ủa lộn, lấy lộn điện thoại. Bối rối quá rồi. Cái ngày đầu tiên thì hơi không vui xíu thôi. Nhưng mà sự Duy dễ thương. Rất thích... anh thích em lúc nào cũng vậy nè. Đừng có buồn. Mỗi khi em buồn hay chú ý em lắm á. Không biết là do em mệt hay như thế nào, giống như là ngày qua trên xe em rất là vui, nhưng mà khi xuống bàn ăn thì em lại rất là trầm tư. Cảm ơn. Anh thích em như bây giờ. Sáng nay em ăn sáng rất ít, bún thịt nướng không ăn được nhiều, nhưng cậu Lương thì ăn hơi dư. Không, tại vì cái thử thách nó đã cậu Lương rồi. Em đang tụ huyết áp mà. Trời ơi, thiệt luôn, ngồi mà thì tim em thổn thức. Hôm nay, tất cả các thành viên đều nghỉ làm nên các bạn có một chuyến đi chơi cùng nhau. Mà đường địa ngục thì thanh thang mở sông. Xin thầy tha thứ kẻ đến nương cửa từ bi. Mà lòng còn giống đông, phạm giới cấm, môn quy mang đều giống ngờ. Con không phải là du khách đẹp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Đốn tim vậy. Em thích mấy người hát được cổ nhạc lắm. Địa điểm vui chơi ngày hôm nay là M7 Pro Bowling, nằm ở tầng 4 trung tâm thương mại Vivo City. M7 Pro Bowling có những trang thiết bị hiện đại, phù hợp cho các cấp độ chơi bowling từ phong trào cho đến thi đấu chuyên nghiệp. Hôm nay thì mình là trường là giám sát sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi người chơi trong buổi hôm nay. Cảm ơn anh. Sau đây mình sẽ có 8 lá thăm cho hai đội. Mọi người sẽ bóc hai chùm số với nhau sẽ là một cặp. Rồi xin mời mọi người bóc thăm. Mình mà chùm số với nhau là xui nha. Mình nhận thích. Bên đó của số với em luôn á. Bên đó của mình. Đây là đánh này. À, hiểu rồi. Tức là bên mình sẽ chùm số với ai bên kia thì sẽ là một cặp. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, khúc này mới biết đứa nào chung. Chiến thuật của đội em là địch bắt động ta bắt địch. Cái gì bất gì? Cái gì? Ai? Nhờ nó vậy mọi người. Trời ơi, mọi người mới cười đó mọi người. Nghe mùi quá vậy. Đi săn đó, cái chiến thuật đó đi săn á, địch vào bắt động là mình bắt không thành địch. Đúng không? Được bắt cặp chung với Duy Anh, Sơn đã được Duy Anh hướng dẫn tận tình. Thứ nhất là anh Duy Anh là một người tận tình giúp đỡ luôn. Mặc dù là biết mình là không biết chơi, anh Duy Anh là người cũng rất là ga lăng. Và nói chung là thử thách bowling này làm cho mình có thêm một suy nghĩ hơi tốt với anh Duy Anh về vấn đề ga lăng. Ở cái kia nó không ngã luôn ha. Mình đã từng chơi rồi, không phải như là một số bạn ở trong nhà chung là chưa bao giờ chơi, nhưng mà mình lại là người chơi rất là tệ. Thì thứ nhất là mình rất là quạo, mình rất là bực bội vì tại sao mình lại chơi tệ như vậy. Cái sự quan tâm của Linh Anh là một hậu phương, thật sự đúng nghĩa là một hậu phương rất là vững chắc. Bạn ấy dù thua nha, nhưng mà bạn ấy không có cọc cằn, mà bạn ấy vẫn
chấn tĩnh cái tinh thần của mình, rồi cũng cổ vũ cho mình và làm cho mình có động lực hơn để chơi, có sự cố gắng hơn. Rồi bạn ấy cũng hỗ trợ kiểm soát cái sự tức giận của mình khi mà mình chơi. Rồi cái cách mà bạn ấy quan tâm, rồi lấy khăn giấy lau. Gọi là ai mà quen bạn ấy thì sẽ rất là may mắn luôn, mà ấy đúng nghĩa là một hậu phương rất là vững chắc luôn. Sau khi được Duy Anh chỉ dẫn, Sơn tỏ ra là một học trò tiếp thu rất nhanh. Yeah. Có ý, anh đang bị tụt, thu én luôn á bé. Ủa chưa? Lắc đánh nữa. Tuy nhiên, có một nhân vật đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Ủa, hay gì Hùng? Hay lắm Mạnh Hùng ơi. Ba má em đặt tên cho em không sai. Ngày hôm nay mình bắt cặp với Mạnh Hùng, một cô bé mà mình nghĩ là yếu nhất hoặc ngôn nhất, mà hôm nay lại có một cái hướng suy nghĩ khác của mình. Là bạn đó cũng giống như mọi người, cũng vui vẻ, cũng mạnh khỏe chứ không yếu đuối như mọi người nghĩ. Trong lần chơi bowling này thì cái Sơn ấn tượng nhất đó là bé Hùng. Thường ngày đi chơi chung với nhau thì nói vui là giống như hai chị em, hai người rất là nhẹ nhẹ nhàng nhàng, mà không ngờ vào bowling lại xuất thần như vậy. Qua cuộc chơi ngày hôm nay, nhiều tài năng bowling đã được lộ diện. Ngoài Sơn và Hùng thì còn có Phi, nhưng đối thủ đáng gờm hơn tất cả mọi người lại là người ít nói nhất, Khanh. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, thấy vậy. Anh chơi vậy là chết bên đội bạn rồi. Anh Khanh thấy anh ấy rất là hiền, rất là nhu và rất là điềm tĩnh. Và đặc biệt là cũng là lần đầu mới biết chơi bowling mà công nhận anh ấy thật là hay á. Mặc dù là Sơn và anh Duy Anh là một cặp, Sơn lại ấn tượng nhất là anh Khanh. Bởi vì anh Khanh thấy như là một người nghĩ là mình sẽ nghĩ là không giỏi, nhưng khi đưa công việc cho anh ấy sẽ làm hoàn tất và làm nó một cách rất tốt luôn. Mình rất thích những người như thế. Trong khi chờ công bố điểm, Duy Anh đã rủ Duy chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Mình với Duy có chụp hình chung với nhau khá là nhiều. Tại vì giữa mình với Duy có một cái cách ăn mặc và cái style về thời trang nó giống nhau, nên là mình mới chủ động rủ Duy chụp hình. Siết lại giống quốc cơ quốc nghiệp quá. Ở trên siết lại thì người mới nhẹ lại. Giống quốc cơ quốc nghiệp kìa. Tay gồng lên nè, đàn ông lên nè. Bị đinh đới với màn chuẩn bị đổi đầu nữa nè. Thì trọng cũng có hơi cảm xúc một tí xíu khi mà mình nhận thấy bạn Duy Anh và bạn Duy có những cái cử chỉ nó thân mật với nhau không? Hơi nhiều trên mức bình thường. Cặp nó chụp nhìn cool. Ăn mặc nó cũng hợp nữa, nó hai áo trắng. Hợp sao bằng nãy giờ, sáng giờ. Cái tông y chang luôn á. Vậy trắng quần xanh áo trắng, cái này mới giống hơn. Sau đây mình xin được công bố kết quả sau 3 game thi đấu. Đứng hạng nhất là đội thi đấu ở lane số 1 với tổng điểm 588 điểm. Và đội VG là đội đánh ở lane số 3 với tổng điểm là 499 điểm. Đội đứng ở vị trí thứ 3 là đội đánh ở vị trí lane số 2 với tổng điểm 395 điểm. Tuyệt vời. Trời ơi, quá thiệt. Và đội hơi thiếu một chút may mắn trong ngày thi đấu hôm nay là đội đánh ở lane thi đấu số 4 với tổng số điểm 372. Yeah, cảm ơn. Một lần nữa xin chúc mừng mọi người đã hoàn thành 6 game thi đấu. Xin cảm ơn mọi người đã đến với trung tâm bowling 17. Xin hẹn mọi người ở những lần tiếp theo. Ba đội thua cuộc phải nhận hình phạt là thực hiện một điệu nhảy cho đội thắng cuộc thưởng thức. Giáo viên riêng. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khác với các đội bạn với bài nhảy hiện đại, Hùng và Phúc có bài khiêu vũ cổ điển của riêng họ. Cạch, 2, cạch, cạch. Woo!
Rồi chưa, đi vô chưa? Rồi, em say anh luôn. Bạn nó đã xác định được bạn nó đến đây là vì tình yêu, đi tìm một nửa, chứ không phải là đến đây vì một cái sự giải trí, hay là vì cái tôi, hay là vì cái vấn đề gì khác. Nên mình hơi bất ngờ về bạn Hùng. Mình cảm thấy vui chứ. Bạn nó biết thay đổi, biết lắng nghe và thay đổi. Đi 8 bắt đầu. Em có cần cô không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 tăng tăng tăng. Ủa là hãy đây em cũng nhảy lên rồi. Hay đi. Tăng 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 tăng. Thôi được rồi. Các thành viên ăn trưa tại một quán ăn ngày trong Vivo City. Mọi người bên đó ai ăn thêm trứng không? Trứng này nè. Muốn cho thì nên nói thẳng tên. Muốn cho ai thì cứ nói đi. Không có cần phải e dè đâu ha. Trong khi bên này người ta không có mà cứ hỏi. Vậy là anh muốn xin thì anh nói đi. Trời ơi, lúc đầu là sao có tài rồi không? Anh nói gì em cũng tự hiểu rồi, sao phải đợi anh xin? Em để cái túi lên nha anh. Tại sao người ta không đợi xin mà em lại cho? Đúng rồi. Cái người cần em không đưa, cái người không cần em lại đưa. Trời đánh tránh bữa ăn. Chưa, em chưa ăn luôn á. Thôi, được rồi, bớt quăng dao qua bệnh nè. Thôi nghiệp của em gái. Hùng ơi, ổn không cưng? Em khỏe. Ok, có gì la làng lên nha. Dạ. Lên anh ơi. Trọng không ổn, Trọng la lên nha. La ông ai cứu bà ơi. Cái mỏ anh lại nha. Không, anh muốn qua bển ngồi quá à. Anh có muốn thử một chút cà ri không? Ừ. Mời anh. Anh bị đuổi rồi. Kéo ghế qua. Đi. Nhắm đi, đưa đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Hùng ơi, tém lại em ơi. Đi thiệt đó. Đi thiệt đâu có gì đâu. Cảm ơn, chịu không gian riêng cho hai bạn. Em thấy có cái sự match nhau giữa hai người nhưng mà tự nhiên bây giờ nó match nữa thì em sợ anh hụt hẫng thôi. Không, bản thân anh chọn mà. Em lo cho anh. Em. Nghe từ sáng đó, lúc mà em, nếu mà em để ý lúc anh nói chuyện với bạn á, từ cái bịch nước mắm thôi là em đã nói rồi. Bạn nói là chia nước mắm giùm cho bạn, chia đôi ra. Nói nước mắm á, cũng như tình cảm mà gì đó. Nên cho hai đứa thôi nha, đừng có chia cho nhiều quá. Nó dễ bị nhạt lắm đó. Ủa sao mà tến dữ vậy trời. Anh chọn cái sự lui ra phía sau một tí xíu để cho mọi thứ nó tự nhiên hơn. Thay vì mình cứ chăm vô cái gì đó rồi mọi người đánh đứt thì sao? Đến khi á mà thật sự nó không phải là của mình tự nhiên, tức nó mình mới là người hụt hẫng thôi. Mà nó đánh mất rồi. Cơ hội nếu mình càng giành giật á thì nó càng không hay. Cuộc đời nó không có nói trước được điều gì hết, cho nên mình cứ tự nhiên nhất là được. Tự nhiên đụng cái tự nhiên tình yêu rớt trúng đầu mình thì ok nha. Mình hôm đó tiểu nhập viện là mua bảo hiểm nha. Ủa gài. Anh và em thế giới không tình yêu, anh và em không có chung đường đi, anh và em nay mỗi người mỗi hương xuyên chúng ta từ nay chia xa. Thì mọi người bữa giờ biết Khanh làm cái gì đúng không, nhưng mà chưa biết chỗ làm của Khanh đúng không? Hôm nay mời mọi người về chỗ làm Khanh làm chơi. Cắm hoa. Về được cắm hoa. Bây giờ đi luôn. Okay, anh có cắm hoa tặng em không? Anh có cắm hoa tặng em không? Phóng, phóng hoa. Cái đó sau chương trình này sẽ tặng em. Hoặc là muốn tặng luôn bây giờ. Thôi sao cũng được. Ok, mời mọi người đi nha. Hôm nay thì mình dẫn mọi người đến chỗ làm của mình á, chủ yếu là để cho mọi người tham quan đó, là để mọi người biết nhiều cái công việc của mình và cũng biết mình đang làm gì, để sau này ví dụ như sau ngoài chương trình đó không là ấy nữa thì cũng có thể ủng hộ mình. Trời bất chợt đổ mưa, Khanh lại có dịp thể hiện sự ga lăng của mình. Đúng không? Anh đợi con cho em đúng không? Ok, tạo bill giùm anh đi nhỉ. Tạo bill cho bạn này giùm anh. Ô trời ơi. Đánh con nhỏ. Khách đến nhà mà không có một cái quà gì hết. Phi đã nói sai về Khanh rồi. Vì Khanh đã có một món quà để tặng cho một vị khách ngày hôm nay. Anh có một bó hoa muốn tặng cho một bạn. Bạn này anh rất là dạng như nhìn lúc đầu thì không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà sau hôm qua thì ấn tượng bạn đó rất là nhiều và dạng như mến bạn nhiều hơn. Anh được tặng em như lên anh. Anh được tặng em như lên anh. Đó, đúng rồi đó. Rồi tới cảm nghiệm
thời tới trúng luôn, cạn không có kịp. Giơ tay. Đưa tay đây nào, mãi bên Đăng Quang, Đăng Quang, Đăng Quang khóc đi, Đăng Quang khóc. Đăng Quang, Đăng Quang. Đăng Quang khóc. Chào Kiểu Hậu. Cảm xúc đi, cảm xúc khi được tặng hoa là cái gì? Rồi cái bông em thích luôn nè. Baby. Thì cảm xúc đi. Nó đỏ, nó tươi giống như em, lúc nào cũng vậy em cũng cười. Anh không biết bên trong em như thế nào nhưng mà anh nhìn em lúc nào cũng vui và tươi. Xúc động quá. Xúc động khóc. Không khóc khủng quá. Nín, nín, nín. Không khóc nha. Khóc nha. À, nói chung là với cái công việc của em á, thì được tặng hoa rất là nhiều. Nhưng phải nói là đây là một trong những cái bó hoa mà có thể là nó sẽ đi, nó sẽ được cất ở trong tim em cho đến khi em không còn là trên này nữa. Bởi vì nó là một cái hoa rất là đặc biệt đối với em. Em cảm ơn anh. Bó hoa của anh Khanh tặng thì làm cho Sơn có gì đó, tim nó bị đập loạn xạ, bị bối rối, và trong khoảnh khắc đó thì không có lời nào để nói, và chữ bắt đầu cứ chạy lung tung trong đầu. Và để có một cái lời cảm ơn cho anh, và hình như lúc ấy Sơn có cảm giác là thích cái người tặng hoa. Mặc dù trước đó Sơn cũng đã nhận được quà của anh Phúc là cũng là nước hoa, nhưng sau cái bó hoa đó nó lại có một cái gì đó khác, cảm giác rất là khác, và làm cho Sơn xém rơi nước mắt. Mình cảm mến, mình thích Linh Anh thiệt. Nói thương chung là thương, thương Linh Anh ở cái gì đang thương theo cái kiểu gì không, mình không khẳng định được, nhưng mà tình cảm hiện tại đang dành cho Linh Anh nhiều hơn. Và mình giống như là mến mình Linh Anh quá, cho nên mình muốn dành cái điều gì đó đặc biệt cho Linh Anh, là mình tặng cho Linh Anh một bó hoa. Xin thông báo mọi người là hôm qua đến giờ người nhận quà nhiều nhất là Linh Anh nha. Dạ, nữ hoàng nhận quà. Nữ hoàng nhận quà. Nữ hoàng quà cáp. Yêu quà cáp. Nữ hoàng quà cáp. Nữ hoàng nhận quà rất là sợ ra về tay không nha cả nhà. Chắc tối nay về có sự so sánh nha. Bây giờ nước hoa hay là hoa nha? Không, anh không thấy sự so sánh đây mà anh đang thấy ghét. Anh đang ghét cái phòng của mình, là cái phòng của anh. Là anh có mấy người bạn ở chung á, thì lại đối xử với anh rất là tệ bạc nha. Mặc cho sự giận dỗi của Phi, thì ngay lúc này hẳn là Khanh và Sơn đều đang rất hạnh phúc. Chiều hôm ấy, Trọng đã hẹn gặp Phi trên sân thượng của ngôi nhà chung. Thiệt ra là cũng muốn gặp anh riêng để mà hỏi thăm. Muốn hỏi gì, muốn thắc mắc gì vậy? Anh hỏi đi, anh nói, anh trả lời cho. Mà giờ anh cũng hơi cứng nhắc tí xíu. Ngay cả cái trường hợp giống như tối hôm qua của em Mạnh Hùng á. Anh muốn góp ý cho em. Sao anh? Ok, là anh biết là em thì rất là muốn tốt cho mọi người, nhưng mà có nhiều khi á, một cái điều em làm ra là họ lại gây cho mọi người rất là khó chịu, không riêng gì mọi người mà riêng bản thân anh cũng khó chịu. Ví dụ là em hay sửa cái câu nói của một người nào đó. Giả sử khi câu nói của của anh đi, thì đại loại là câu nói của anh, mà anh nói ra xong rồi em hay có cái tình trạng là em sửa lưng, em hiểu không? Mà thứ nhất á, mình lên sóng truyền hình mà em nhỏ mà em sửa lưng như vậy, người ta sẽ nói là em là một đứa rất hổn. Cái này là anh góp ý chân thành. Trong cái nhà chung á, anh góp ý bạn là ví dụ bạn có sửa người khác cái gì á, mình gặp riêng. Nhưng mà tối hôm qua thì anh góp ý bạn trong cái buổi họp chung, thì cho nên nó làm cho bạn sau cái buổi đó, buổi tối á, bạn nói bạn buồn chứ không phải là gì. Là nói là buồn anh. Bạn buồn. Như bạn cũng kìm nén cái cảm xúc, chắc anh cũng thấy là bạn cũng không có cãi gì hết. Nếu mà bé Mạnh Hùng nó có giận anh thì chắc anh cũng sẽ gặp bé riêng cho bé, nói chuyện với bé là nếu mà anh sai thì sẽ xin lỗi đàng hoàng. Cái tính anh thì nó hơi như vậy. Hello em. Hai người đang làm gì ở đây? Tâm sự. Tâm sự, nói chuyện, ngồi chơi. Tại vì biết sao không, vui lắm. Hôm qua tự nhiên anh nói cái câu á, là anh nói cái câu là bé Mạnh Hùng á sinh năm 99 tuổi đời còn rất nhỏ. Nhưng mà tự nhiên Trọng Huy sang Trọng nhìn thấy Duy cũng năm 99 mà hai đứa nhìn nhau vậy nè. Duy cũng ghi mỏng á. Nó là nói người này mà đụng Barcelona người kia đó. Cũng ủa anh đi rồi hả? Ai hỏi riêng chút. Hôm qua hỏi nữa. Hôm qua cái cuộc gặp với anh Phúc á, chẳng biết là sự chủ động là nằm ở chỗ Duy anh. Thì chẳng biết là cơ duyên nào tạo nên một cái động lực mà hẹn anh Phúc. Hỏi tại sao anh hỏi hẹn anh Phúc hả?
Thì ngày hôm trước đó thật ra là anh Phúc có cũng muốn nói chuyện với anh Phúc, thì hai người cũng đã có một cái anh cũng không có thích một số cái điều về anh Phúc. Không thích? Anh Phúc có những cái lời nói, những sự nhắc nhở đối với anh thì anh không thích điều đó. Với lại anh cũng muốn là hiểu hơn người anh này như thế nào, nên là anh chủ động hẹn anh Phúc cùng đi làm. Rồi sau cuộc gặp đó thì giải quyết được? Thì hiểu, anh em hiểu là tại sao anh ấy làm như vậy. Rồi anh ấy không biết là cái điều anh ấy làm, anh ấy tưởng chừng như một điều bình thường lắm. Anh ấy có một cái chủ đích là quan tâm, giúp cho anh tốt hơn. Nhưng mà cái cách anh ấy làm thì anh không thích. Thì anh có nói là em không thích điều đó, nên là anh hãy làm khác đi. Và anh ấy đồng ý như vậy. Hôm qua khi mà anh nói vậy là anh biết là em buồn đúng không? Có. Thì anh cũng xin lỗi. Tại vì cái tính anh là hơi bị thẳng tánh á. Nhưng mà thật sự là cái đó anh chỉ là anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà hôm qua là anh dùng từ nhiều khi anh nói thật anh hơi nói chuyện vô duyên á. Không hiểu. Tại vì đó là cảm xúc bộc phát nhất thời. Tại vì em biết cái đó là muốn tốt hơn cho em thôi. Thì em cũng đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình mà. Tại vì em biết trong đây em còn quá nhỏ. Mọi góp ý của tất cả mọi người, không chỉ riêng anh, em đều xét lại bản thân mình một chút. Ngồi đi nè, đi có dép rồi. Em có dép rồi. Em khi mà chúng ta nói chuyện xong rồi tối về ngủ á, thì anh nằm suy nghĩ là mình hơi vô duyên. Thật sự là mình góp ý nhiều câu nó hơi bị gọi là vô duyên với em. Nó nói là hôm nay là anh sẽ gặp riêng em để anh nói là con xin lỗi em. Ok, không sao. Mong là em chấp nhận là xin lỗi của anh. Em chỉ em thì hôm qua nói thì buồn đó thôi, thì xong hôm qua rồi, không gì hết. Hồi sáng trên xe Di anh có nói một điều là mọi người sao lại quan trọng cái việc mà tớp phải quen boss hay là gì đó. Thì trọng muốn có một cái câu hỏi điên cho Di anh thôi. Trọng nói giả dụ nha. Trường hợp cái phòng của team Hoa Dâm Bục á, ví dụ 4 người, nhưng mà đâu đó sẽ có một cặp hoặc hai cặp ở trên cùng một phòng á quen nhau, còn lại 4 bạn của team Hoa Cúc á không có ai hết. Thì Duy Anh có nghĩ đó là một cái sự gì đó nó hơi là bất công cho các bạn của team Hoa Cúc không? Đối với cái quan điểm của Duy Anh nói là tớp quen tớp hay tớp quen boss thì đó không quan trọng. Bây giờ trước khi anh trả lời của họ câu trả lời đó, thì anh cũng muốn hỏi Trọng là Trọng có muốn là một tình yêu của Trọng nó xuất phát từ sự tự nguyện không? Đương nhiên. Và nó đến từ cả hai. Đúng. Nếu mà bên phòng của Duy Anh á, bên phòng Hoa Dâm Bục á, có ai đó đang rung động với ai đó ở trong căn phòng này, thì điều đó là xuất phát từ cái sự tự nguyện, nó từ cái từ tự nhiên thôi. Và cái việc mà bốn nàng tiên bên kia mà không có ai á, thì anh nghĩ là không thể đổ lỗi được. Vì không phải là nhốt 4-8 con người lại với nhau và bắt là bên này, 4 người bên này bắt buộc phải chọn bên kia. Tại vì trong chương trình này nó không có quy định gì cả. Và thật lòng mà nói luôn là cũng chưa biết ai trong căn nhà này là cái gì. Có vẻ như là hình như là Trọng đang không thích khi mà mình đi với một ai đó mà dạng là đi riêng. Và Trọng cũng rất là quan tâm đến điều đó. Thì mình bắt đầu thấy có một cái cảm giác là Trọng đang quan tâm mình và quan tâm mình hơi nhiều. Mình đi với anh Phúc hay là mình đi với Mạnh Hùng, thì sau khi đi về thì mình cũng hay nghe được những cái câu nó hơi dạng như là trách nhẹ nhẹ. Bạn Duy Anh đang rất là nice với những bạn mà bạn Duy Anh gặp, để cho mọi người có cái cảm giác là bạn Duy Anh đang có tình cảm với cái người đối diện á, làm cho mọi người dễ bị hiểu lầm. Và bây giờ mình cảm giác mình nên lùi ra xa một tí xíu để mình quan sát. Mình biết là Trọng cũng đang có một cái tình cảm dành cho mình rất là trân trọng điều đó. Có điều là luôn luôn mỗi một người trong cuộc sống thì đều cần có những cái không gian riêng, những cái mối quan hệ riêng. Hiện tại thì mối quan hệ giữa mình với Trọng chưa phải là người yêu, và mình cũng xem bạn ấy như là một người bạn. Nó hơi đặc biệt hơn so với những người khác trong nhà. Trọng đang làm cho mình hơi không thoải mái cho lắm. Vì mình có cảm giác nó không còn sự tự do nữa. Nên mình thấy hơi sự bó buộc.
mà mình thì lại sống theo chủ nghĩa là tự do nhưng có trách nhiệm. Sau cuộc nói chuyện, dường như mối quan hệ giữa Duy Anh và Trọng xuất hiện nhiều vết nứt. Khanh đã dành nhiều tình cảm cho Sơn và Sơn đã rất cảm động với bó hoa mà Khanh tặng. Phúc đã bắt đầu có cảm nhận tốt về Hùng. Phi vẫn hướng về Duy dù anh chưa có động thái gì mới. Những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào khi ban tổ chức sẽ đưa ra một điều luật loại một thành viên không phù hợp nhất trong ngôi nhà chung? Mời quý khán giả cùng đón xem Boss Love được phát sóng độc quyền trên kênh ứng dụng Next Love vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần và xem lại các tập đã phát sóng trên kênh YouTube MCV Media.